kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Lò đốt Trần Bắc Hà có đốt luôn đồng chí X. Báo Sputnik có bài Mọi con đường đều dẫn tới Kiên Giang. Một nguồn tin ở Việt Nam nói với phóng viên Sputnik, cả ba đại ca Kiên Bạc, Trầm B và Trần Bắc Hà, tùy mỗi người có một kiểu xe phạm riêng, nhưng tất cả đều có ba điểm chung. Thứ nhất, họ đều là đồ đệ của đồng chí X. Thứ hai, họ đều lúng đoạn thị trường tài chính, nhằm mưu lợi cho nhóm sân sau của Thủ tướng X. Thứ ba, họ đều có mối liên hệ đến sự phình ra của bản Việt. Trần Bắc Hà là mối xây, là nút thắt cuối cùng để mở ra cánh cửa nhà tù dành cho chủ của bản Việt Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó, doanh nghiệp bà Nguyễn Thanh Phượng bán sạch, rút khỏi ông lớn xuất nhập khẩu, theo Việt Nam Net. Sau khi bán sạch hơn 2,5 triệu cổ phiếu SAV, tương đương với 19 công ty cổ phần chứng khoán bản Việt do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch hội đồng quản trị đã không còn là cổ đông lớn của Savimex. Hành động bỏ của chạy lấy người này diễn ra ngay sau khi ông Trần Bắc Hà chính thức trở thành củi trong lò của ngài Tổng Trọng. Doanh nghiệp bà Nguyễn Thanh Phượng bán sạch, rút khỏi ông lớn xuất nhập khẩu, bài viết được đăng trên trang tiền phong. Sau khi bán sạch hơn 2,5 triệu cổ phiếu SAV, tương đương với 19,15%, công ty cổ phần chứng khoán bản Việt do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch hội đồng quản trị đã không còn là cổ đông lớn của Savimex. Chứng khoán bản Việt VCI vừa có báo cáo về việc giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex. Cụ thể, VCI đã bán ra hơn 5 triệu cổ phiếu SAV. Với giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của chứng khoán bản Việt tại Savimex đã giảm xuống 0%, nên không còn là cổ đông lớn từ ngày 21 tháng 11. Savimex tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Từ năm 2002, Savimex niêm yết trên sàn giao dịch Host, mã chứng khoán là SAV. Những ngày giao dịch gần đây, cổ phiếu SAV liên tục suy giảm, mất 210 đồng cho 3 phiên gần nhất, khiến cho vốn hóa thị trường bốc hơi gần 3 tỷ. Giá cổ phiếu VIC của chứng khoán Bản Việt cũng đang trên đà giảm mạnh. Từ đầu năm đến nay, VIC trải qua 230 ngày giao dịch. Biến động giá giảm 6.963 đồng mỗi cổ phiếu, tức là 12,2% nếu tính theo thị giá hiện tại. Vốn hóa thị trường của chứng khoán Bản Việt đã bị thổi bay hơn 1.129,2 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính quý gần nhất, Tính đến ngày 30 tháng 9, tổng tài sản của VCI đạt hơn 7.370 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả chiếm gần nửa 3.595 tỷ đồng. Doanh thu trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2018 đạt 386 tỷ đồng, giảm 6%, khiến cho lãi sau thuế chỉ 160 tỷ đồng, giảm 20%. Công ty lý giải doanh thu sụt giảm trong kỳ chủ yếu là do tình hình giao dịch trầm lắng, ảnh hưởng tới hoạt động môi giới. 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.414 tỷ đồng và 691 tỷ đồng, tương ứng với tăng 41 và 46%. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Mọi con đường đều dẫn tới Kiên Giang. Bài viết được đăng trên trang Sputnik tiếng Việt. Nếu không có gì thay đổi đột biến về phương châm đánh tham nhũng, cứ đả như hiện nay thì 100% những nhân vật đứng sau lưng Trần Bắc Hà sẽ bị khởi tố. Việc bắt giữ ông Trần Bắc Hà và các đồng phạm là hoạt động bình thường của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh chống tham nhũng được vạch ra tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 chứ không hề có điều gì bất bình thường ở đây. Trên đây là một số bình luận và những nguồn tin đáng tin cậy phát biểu với Sputnik liên quan tới việc đại gia ngân hàng Trần Bắc Hà bị công an Việt Nam bắt vào hôm 29 tháng 11. Tại cuộc họp báo chính phủ vào chiều tối ngày 3 tháng 12, tránh văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, liên quan tới việc cơ quan công an khởi tố bắt giam ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng BIDV cùng ba thuộc cấp, cơ quan cảnh sát điều tra hiện đang thu thập, củng cố chứng cứ và thu hồi tài sản theo đúng quy định. Trước đó, ngày 29 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được Ngày 22 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46C03P13 về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng BIDV. Cùng ngày đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với một Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị BIDV, hai Trần Lục Lang, nguyên phó tổng giám đốc BIDV, ba Kiều Đình Hòa, nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. 4. Lê Thị Vân Anh, nguyên trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh. Ngày 9 tháng 8 năm 2017, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng chìm trong biển lửa sau khi xuất hiện tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt. Chỉ trong một ngày, 1,8 tỷ đô la vốn hóa bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán. Điều đó chứng tỏ nhân vật này là mắt xích cực kỳ quan trọng trong nhóm lợi ích tài nguyên ngân hàng Việt Nam trần bắc hà không những nổi tiếng trong giới tài việt mà còn can thiệp sâu vào sự điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô thậm chí trần bắc hà còn thao túng chính trường chỉ là tổng giám đốc rồi chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng bidv song ông ta chẳng ngán bất kỳ ai có thể mắng cả bộ trưởng thống đốc ngân hàng và các chủ tịch bí thư các tỉnh thành vậy thì vì sao trần bắc hà lại bị bắt lúc này việc bắt này liên quan tới gì thị trường chứng khoán việt nam đã bị chấn động như thế nào theo tôi, việc anh ta bị bắt là kết cục tất yếu cho những gì anh ta đã làm, nhất là vào thời điểm này, khi cuộc đấu tranh chống tham nhũng được đẩy lên mức độ mới, cao hơn, sự chỉ đạo từ Trung ương thường xuyên, liên tục hơn. Ban chỉ đạo 110 cao hơn ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Một nguồn tin rất đáng tin cậy phát biểu với Sputnik. Nguồn tin trên tiếp tục nói với Sputnik. Hà có 35 năm công tác tại ngân hàng, phần lớn thời gian là làm xếp. Hà nghỉ hưu vào mùng 1 tháng 9 năm 2016, Di sản Hà để lại cho BIDV là một rừng nợ xấu, con số mà Hoàng Anh Gia Lai like của Bộ Đức nợ 27.000 tỷ là một ví dụ. Ngày 21 tháng 2 năm 2013, tin đồn Trần Bắc Hà bị bắt cùng lúc với tin đồn Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá đô la đã khiến cho thị trường chứng khoán lao dốc ở vào thời điểm VN Index đang ở đỉnh cao thập kỷ. Giá vàng, giá đô la đồng loạt tăng. Thị trường chứng khoán cùng ngày đã giảm chung khoảng 4% bốc hơi khoảng 1,6 tỷ đô la trên cả hai sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các nhà đầu tư gọi điện khắp nơi hỏi thông tin và bán tháo cổ phiếu. Dân chúng ở các thành phố lớn đổ xô đi mua vàng. Trả lời báo chí Trần Bắc Hà cho rằng, những kẻ tung tin đồn có thể kiếm từ 500 đến 700 tỷ đồng sau những biến động dữ dội trên thị trường tài chính. Và 5 năm sau, khi Bắc Hà đã nghỉ hưu, những uy lực của hắn cũng thật là kinh người. Ngày 9 tháng 8 năm 2017, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng chìm trong biển lửa sau khi xuất hiện tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt. Chỉ trong một ngày, 1,8 tỷ đô la vốn hóa bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán. Điều đó chứng tỏ Hà là mắt xích cực kỳ quan trọng trong nhóm lợi ích tài chính ngân hàng Việt Nam. Bắc Hà không những nổi tiếng trong giới tài phiệt mà hắn còn can thiệp sâu vào sự điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô, thậm chí Hà còn thao túng chính trường. Không ai có thể mãi lấy tay che trời. Ngày 2 tháng 6 năm 2018, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thông báo kết luận ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020. Ông Hà đã có liên quan tới việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng xây dựng những vi phạm của cựu chủ tịch BIDV khi điều hành ngân hàng này được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định là rất nghiêm trọng, phải xem xét xử lý kỷ luật. Sau khi có kết luận từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan chức năng đã sớm vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án hình sự, truy bắt Trần Bắc Hà, cần lấy lại hàng ngàn tỷ đồng mà hắn đã vơ vét của nhà nước đem về làm tài sản riêng cho gia đình mình. Còn đại tá Nguyễn Minh Tâm, chuyên gia về các vấn đề quân sự và chính trị Việt Nam, đưa ra bình luận của mình với Sputnik về vấn đề trên như sau: về vụ ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam bị khởi tố và bắt tạm giam cùng với ba cộng sự để phục vụ điều tra thì không có gì là lạ. Ngày 1 tháng 7 năm 2018, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập các ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang về liên quan đến 4.700 tỷ đồng của BIDV tại đại án ngân hàng Phạm Công Danh giai đoạn 2. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ triệu tập ba nguyên lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV với tư cách là người làm chứng và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan chứ không phải là với tư cách bị can. Trước đó các ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc và ông Trần Lục Lang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Ông Hà bị khai trừ khỏi đảng ông Sáng thì bị kỷ luật, cách hết các chức vụ trong đảng và ông Lang bị cảnh cáo. Án kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với các ông này có cơ sở bởi các cơ quan điều tra thanh tra, kiểm tra khi phối hợp làm việc đã phát hiện ra các thủ trưởng của BIDV đã ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty của phạm công danh vay vốn. Và cả 12 công ty này đều được lập khống để đề nghị vay tổng cộng 4.700 tỷ đồng. Nói thẳng ra, đó là các công ty ma được thành lập nhằm mục đích rửa tiền. Thực ra, việc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triệu tập như vậy là để các ông này có cơ hội lập công trục tội, hay ít nhất cũng là thành thực hợp tác với các cơ quan điều tra. Nhưng trong nửa năm qua, các ông này đã tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Trần Bắc Hà viện cớ đang đi điều trị bệnh ung thư ở Singapore để vắng mặt trong phiên tòa ngày 23 tháng 7 năm 2018. Các ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang cũng viện cớ này cứ khác để vắng mặt tại phiên tòa xét xử bị can phạm công danh và các đồng phạm. Một lý do khác là ngân hàng cổ phần thương mại đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV là một trong 10 ngân hàng thương mại cổ phần có cổ phần nhà nước chiếm đa số, có quy mô vốn hóa lớn nhất Việt Nam, nên việc bắt giữ các thành viên lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng này cần được tiến hành thận trọng. Có sự bảo đảm về truyền thông, khả năng thanh toán, các biện pháp khắc phục rủi ro để duy trì hoặc là đảm bảo không bị vỡ hệ thống. Một sự thật mà hiện nay ai cũng đã biết là sau khi bắt giữ các nhân vật này, lãi suất huy động của BIDV đã chỉ tăng lên 8,5%, còn lãi suất cho vay thì vẫn duy trì ở mức hiện tại. Ngoài ra, việc chưa tiến hành bắt giữ ông Trần Bắc Hà và một số đồng phạm trước đó còn liên quan đến một việc khác rất quan trọng trong đấu tranh chống tham nhũng. Đó là vấn đề thu hồi tài sản bị chiếm đoạt hay bị thất thoát do hành vi tham nhũng. Vụ bắt Trần Bắc Hà đã gây tiếng vang lớn trong xã hội Việt Nam. Các phương tiện truyền thông phương Tây cũng đưa ra những bình luận của mình, họ còn gắn vụ việc này với chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Trên các phương tiện truyền thông đối lập với Việt Nam, mọi thông tin gắn với việc bắt giữ các nhân vật này với cuộc chiến thương mại Mỹ Trung hoặc liên quan đến trách nhiệm của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kể cả việc cho rằng ông Trần Bắc Hà là nhân vật có ảnh hưởng thứ hai sau nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều là những suy diễn không có cơ sở. Xin nhắc lại một lần nữa rằng việc bắt giữ ông Trần Bắc Hà và các đồng phạm là hoạt động bình thường của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trong tiến trình đấu tranh chống tham nhũng được vạch ra tại nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chứ không hề có điều gì bất bình thường ở đây." Đại tá Nguyễn Minh Tâm nói với Sputnik. Song với quan điểm như của đại tá Nguyễn Minh Tâm thì tồn tại những ý kiến khác cho rằng mọi đầu mối từ các ngân hàng đều dẫn đến Bình Ruồi, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và mọi đường đều dẫn tới Kiên Giang, quê hương của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cả ba đại ca kiên bạc trầm b trần bắc hà tuy mỗi người có một kiểu sai phạm riêng nhưng tất cả ba đều có quan điểm chung thứ nhất họ đều là đồ đệ của đồng chí x thứ hai họ đều lúng đoạn thị trường tài chính nhằm mưu lợi cho nhóm sân sau của x thứ ba họ đều có mối liên hệ đến sự phình ra của bản việt trần bắc hà là mối dây là nút thắt cuối cùng để mở ra cánh cửa nhà tù dành cho chủ của bản việt là bà nguyễn thanh phượng con gái của nguyễn tấn dũng một nguồn tin khác ở Việt Nam nói với phóng viên Sputnik: Nếu không có gì thay đổi đột biến về phương châm đánh tham nhũng, cứ đà như hiện nay thì 100% những nhân vật đứng sau lưng Trần Bắc Hà sẽ bị khởi tố. Hiện nay, những vụ đặc biệt lớn, đặc biệt nghiêm trọng do ban chỉ đạo 110 là ban bí thư trung ương trực tiếp chỉ đạo, một chuyên gia về chủ đề chống tham nhũng ở Việt Nam phát biểu với Sputnik: Chúng ta đang đợi xem cuối cùng thì những con đường sẽ dẫn tới đâu, còn hiện tại thì lò của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cháy hừng hực.